2020, Bitches. Alex, Nash, DeBito, Huang in the House, Alter. Jetzt wird abgefuckt, Mann. Let's go. Xin chào tất cả các bạn. Lại là mình đây và hôm nay chúng ta tiếp tục với phần số 2 của chuyên đề về số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn. Có lẽ là chúng ta sẽ nhắc lại một tí về số thập phân vô hạn tuần hoàn được không? Thế thì ở đây mình chỉ nhắc lại những thứ rất là cơ bản thôi. Bởi vì ngày hôm trước mình đã nêu rất là rõ rồi, bạn nào mà không nhớ thì có thể xem lại. Ok không? Để không mất thời gian ở trong bài tập ngày hôm nay. Là số thập phân tuần hoàn đơn thì chu kỳ bắt đầu ngay sau dấu phẩy. Còn số thập phân tuần hoàn tạp thì chu kỳ không bắt đầu ngay sau dấu phẩy, được không? Còn về muốn quy tắc đổi từ số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn hay tuần hoàn tạp ra phân số thì mình chiếu lại cho các bạn xem. Mình có cần phải nhắc lại không? Theo các bạn mình có cần phải nhắc lại không? Nhắc lại một tí nhá. Để cho nhớ và tí nữa mình làm bài tập cho nó dễ. Còn không biết là bài tập nó có liên quan không. Bài tập nhận biết và thông hiểu thì sẽ là những cái bài tập như vậy. Còn bài tập nâng cao hơn thì nó sẽ khó hơn một tí, đúng không nào? Rồi sẽ nhắc lại một chút này. Muốn viết phần thập phân của số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn dưới dạng phân số thì ta lấy chu kỳ làm tử. Còn mẫu là một số gồm các chữ số 9. Chữ số 9 bằng số chữ số của chu kỳ. Ví dụ như là không phải chu kỳ 6 thì là 6 phần 9 bằng 2 phần 3. Ok. Muốn viết phần thập phân vô hạn tuần hoàn tạp dưới dạng phân số, ta lấy số gồm phần bất thường và chu kỳ trừ đi phần bất thường làm tử. Còn mẫu là một số gồm các chữ số 9 kèm theo các chữ số 0. Số chữ số 9 bằng số chữ số của chu kỳ. Số chữ số 0 bằng số chữ số của phần bất thường. Xin thưa, quy tắc rất dài nhưng làm bài tập rất ngắn nếu các bạn hiểu vấn đề, đúng không? Các bạn cứ luyện tập như buổi ngày hôm trước thì sẽ ok thôi. Và điều kiện để nó là tuần hoàn đơn hay tuần hoàn tạp thì có lẽ là mình sẽ đi vào phần chốt luôn. Là nếu một phân số tối giản mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 nhá, thì đấy chính là tuần vô hạn tuần hoàn. Còn nếu mẫu mà có nghĩa là với cái phân số đấy, có nghĩa mình phải tách thành hai bước nha các bạn nhá. Đầu tiên là mình sẽ phải xác định đấy là phân số tuần hoàn vô hạn tuần hoàn rồi. Sau khi xác định được phân số tuần hoàn vô hạn tuần hoàn rồi thì mình sẽ làm tiếp một bước nữa là xác định tuần hoàn đơn hay tuần hoàn tạp. Đó, các bạn có hiểu vấn đề không? Tách lúc nào tách thành hai bước nhá. Rồi, thế thì nếu mẫu không có ước nguyên tố của 2 và 5 thì viết được dưới dạng phân số tuần hoàn đơn. Còn mẫu có một trong hai ước nguyên tố 2 và 5 thì được viết ở dưới dạng phân số vô hạn tuần hoàn tạp. Thì ví dụ như bài tập ngày hôm trước thì câu B này các bạn sẽ thấy rằng là mình sẽ phải xác định hai bước, đúng không? Bước thứ nhất là mình sẽ xác định đây là phân số tuần hoàn. Sau đó mình sẽ xác định đây là tuần hoàn tạp. Có nghĩa là mình tách riêng ra thành hai bước. Còn bài tập vận dụng ngày hôm trước thì mình chủ yếu làm về bài tập là nhận dạng phân số tuần hoàn đơn, phần tuần hoàn tạp và đổi từ phân số hay số thập phân về đổi từ phân số về thành số thập phân hoặc từ số thập phân về thành phân số với các số tuần hoàn đơn, tuần hoàn tạp, được không? Còn hữu hạn thì thôi nhá. Hình như ở bài ngày hôm trước mình quên mất mình không ghi ngoặc này, xấu hổ nhỉ. Ôi không sao, cái lỗi này xin phép các bạn bỏ qua, đúng không? Ngày hôm nay là bài số 3 thì mình sẽ bắt đầu với một bài tập tương đối là nhẹ nhàng đối với các bạn lớp 7, bởi vì đây là một bài tập thiên về lớp 6 là nhiều, đúng không? Cho số x là 0,12345 đến 998999, trong đó ở bên phải dấu phẩy ta viết các số từ 1 đến 999 liên tiếp nhau. Chữ số thứ 2003 ở bên phải dấu phẩy là số mấy? Thì xin thưa, đây là một bài tập cực kỳ quen thuộc, giống như bài tập đánh số nhà hay là đếm số chữ số vậy, đúng không? Thế thì các bạn thấy rằng là sau dấu phẩy sẽ là các số liên tiếp như thế này, đúng không? Thì chúng ta sẽ chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là chỉ gồm một chữ số thôi, là từ 1 đến 9, đúng chưa? Là các bạn sẽ thấy là có 9 chữ số.
Thứ hai là từ 10 đến 99 thì có 99 trừ 10 thì sẽ là 89 cộng 1 là 90 số. 90 số thì sẽ có được 90 nhân 2 thì bằng 180 chữ số. Ok chưa? Thế như vậy là số thứ 2003 thì sẽ là ở số nào? Thì các bạn sẽ lấy là bắt đầu từ số 100 nhá, đến số 999 là toàn 3 chữ số hết đúng không? Ở đây thì mình không đếm nữa, mình chẳng cần đếm. Mình biết rằng là đến cái chữ số cần tìm là cái chữ số A này đi. Từ 100 đến A thì sẽ có, mình sẽ có bao nhiêu chữ số tất cả. Thì mình sẽ lấy 2003 trừ 9 trừ cho 180 thì sẽ bằng 2003 trừ 9 trừ 180. 2003 trừ 9 trừ 180 bằng 1814. 814 chữ số. Đúng chưa? Thế thì từ 100 đến A này sẽ là tất cả các số này thì đều có 3 chữ số hết đúng không? Thế như vậy là mình sẽ tìm được nó ở vị trí thứ bao nhiêu. Chúng ta lấy 1814 mà chia cho 3. Có chia cho 3 không? Chia 3. Chia 3 được mấy? Chia 3 dư rồi. Thế làm thế nào? Đổi sang hội số các bạn. Xin lỗi. Đổi sang số là ship SD. Được 604 dư 2. Đúng không? Như vậy là mình thấy rằng số này là số thứ 604. Đúng chưa? Như vậy là cái số A này sẽ là số bao nhiêu? Thì như vậy là mình sẽ đếm chữ số số thứ 604 là số nào nhỉ? Là số cộng thêm 100 vào. Như vậy là 704 đúng không? 704 mà dư cộng dư 2 có nghĩa sau nó là 705. Như vậy là chữ số thứ 2003 là chữ số 0. Ok chưa? Sau đây sẽ là lời giải chi tiết cho các bạn nhé. Các bạn hiểu không? 704. Thế thì nó phải là chữ số 0 ở 704 chứ nhỉ? Hình như mình nói lộn à? Đúng không? Mình nói lộn rồi. Số thứ 104 phải là số 703. Chỗ này lộn tùng phèo rồi. Đúng không? Sorry. Rồi. Như vậy là mình quên mất mình không lấy 604 cộng 100 trừ 1. Mình quên mất không trừ 1 đúng không? Nguy hiểm thật. Nếu mà nó mà rơi vào chữ số 3 hay chữ số 7 thì mình ngáo luôn. Chữ số 3 hoặc chữ số 4 thì coi như là nếu là bài tập trách nhiệm thì mình vẫn đúng bởi vì là chữ số 0. Nhưng mà hỏi nếu mà cho đây là dư 3 thì là nguy hiểm đấy. Nếu cho đây là 2004 này, chắc là mình làm sai rồi. Không sao. Lời giải thì sẽ giúp ích cho chúng ta nhiều hơn đúng không? Xét dãy 2003 chữ số đầu tiên sau dấu phẩy gọi x. Xét dãy 2003 chữ số đầu tiên sau dấu phẩy của x. X cần đôi vào phép toán đi. Gọi chữ số thứ 2003 là A. Ta chia dãy thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là từ 1 đến 9, nhóm thứ hai là từ 10 đến 99 và nhóm thứ ba là từ 100 đến x. Nhóm thứ nhất thì có 9 chữ số đúng không? Nhóm thứ hai thì có 3 chữ số. Nhóm thứ hai thì có 189 chữ số, như vậy nhóm thứ ba sẽ có là 1814 chữ số. Ta thấy là 1814 chia 3 thì được 604 dư 2. Như vậy số thứ 604 kể từ thứ 1 số 100 thì sẽ là số 703. Lúc nãy mình quên mất trừ 1. Đấy. Đúng rồi đúng không? Mình quên mất trừ 1. Hơi tệ. Hai chữ số tiếp theo của chữ số 703 sẽ là chữ số 7 và chữ số 0 thuộc 704. Như vậy là đề bài này nếu phong phú hơn thì các bạn cũng có thể hỏi nó là số thứ 2021
Ví dụ là chúng ta sẽ có một bài tập khai thác ở đây đi. Một bài tập khai thác như mỗi ngày một bài toán của mình vậy. Không biết là có bạn nào hỏi tại sao lớp 7 mình lại không quay mỗi ngày một bài toán không? Đây có thể sửa thành 2021 thì cũng rất là hay. Giải cũng tương tự thôi, đúng không? Chả vấn đề gì cả, các bạn chỉ cần thay số và tính là được. Như vậy bài tập này đã xong nhá. Không thiên về số thập phân lắm đúng không? Thiên về phần lớp 6 nhiều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ sang bài tập thứ tư. Thiên hoàn toàn về phần một chút về phần lớp 6. À nhầm, xin lỗi, lớp 7. Rồi, thế thì câu đầu tiên là thay các chữ cái bởi các số thích hợp. Câu thứ nhất là 1 chia cho 0,ABC và bằng A cộng B cộng C. Một câu tương đối là lạ, mình cần học cách xử lý đã. 1 chia cho 0,ABC sẽ bằng A cộng B cộng C. Thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Chúng ta phải giải quyết được cái số thập phân này đã. Thì mình sẽ nhân 1000 vào, để cho mẫu sẽ là một số gồm 3 chữ số ABC. Thì xin thưa là 1000 chia cho một số gồm 3 chữ số ra được là tổng các chữ số tự nhiên, đúng không? Thì chứng tỏ rằng là A cộng B cộng C và ABC sẽ là thuộc ước của 1000. Ước của 1000, đúng không? Thế thì bây giờ mình tìm ước của 1000 thì nhiều lắm. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì 1000 thì sẽ bằng là 2 mũ 3 nhân 5 mũ 3. Thì tổng số lượng ước của chúng thì sẽ là 4 x 4 là 16 ước tất cả. Các bạn có nhớ cách tìm số lượng ước không? Số lượng ước. Số lượng ước, số lượng ước ước tự nhiên thôi. Nhá, sẽ là 3 cộng 1 nhân với 3 cộng 1 lấy số mũ đấy. 46 mà, đúng không? Nhiều lắm. Thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây mình cần một cái ước, mình cần ước của một số gồm có 3 chữ số. Thế thì mình sẽ tìm các ước của 3 chữ số thôi. Tìm ước của 3 chữ số thì sẽ ít hơn một tí, được không? Ước 3 chữ số thì bắt đầu từ 100. 100 đúng không? Sau đó thì sẽ là 5 mũ 3 là 125. 5 mũ 3 là lớn nhất rồi. Bây giờ mình nhân tiếp các bội của 2 thôi. Thì sẽ là nhân 2 lên. Nhân 2 ở 125 chứ không nhân 2 được ở đây đâu. Nhân 2 được ở đây không nhỉ? Nhân 2 được ở đây. 200 nữa. Hết chưa? Ở đây là 2 mũ 2 nhân 2. Hết rồi. Như vậy là mình nhân 2 ở đây là bằng 250. Nhân 4 ở đây thì bằng 500, đúng không? Các bạn sẽ thấy rằng là một số tự nhiên gồm có 3 chữ số ABC ở đây. Tuần hoàn ở tận cùng ở đây. Thì mình sẽ thấy mình sẽ là những số nào? Có lẽ là ABC là các số khác nhau không? ABC có phải là các số khác nhau không? Cái điều này thì không biết. Thứ hai là ABC có phải là tuần hoàn không? ABC đây không phải tuần hoàn, như vậy C chắc chắn là một số khác không rồi. C và một số khác không như vậy thì chỉ có thể chọn là 125 thôi. Đúng không? Hình như đây không phải tuần hoàn, chỉ có mỗi câu C là tuần hoàn thôi. Như vậy đây là bài tập về số thập phân thuần túy. Có thể giải quyết trong lớp 6 một cách trọn vẹn được. Tuy nhiên thì mình muốn giới thiệu ở lớp 7. Không vấn đề gì đúng không? Ok. Mình sẽ có lời giải chi tiết ở câu A. Rồi. Đây. Thì mình sẽ viết dưới dạng là 1000 chia cho ABC bằng A cộng B cộng C. Mình có thêm dữ kiện nữa là A cộng B cộng C phải lớn hơn 1 và nhỏ hơn 27. Thì cũng không cần thiết đối với cái trường hợp này đúng không? Cũng không cần thiết lắm. Bởi vì là 125 bằng 1 cộng 2 cộng 5 thì bằng 8. Thì 8 có là ước của 1000. Thỏa mãn rồi. Ok. Trường hợp thứ hai thì hình như cũng tương tự thôi. Một câu vận dụng. Đúng không? Một câu vận dụng. Thế đây sẽ là nhân bao nhiêu? Đây sẽ là nhân 10.000. Nhân 10.000. 1 trên cho 0,0ABC nha. Bằng là A cộng B cộng C cộng D. Thì D này chả liên quan này. Nha.
chắc tí nữa là để tìm ABC xong trừ đi ra D ấy mà. Thì bằng là một số ABC ngang. Đúng không? Bằng A cộng B cộng C cộng D. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là A cộng B cộng C cộng D giống như lúc nãy thôi thì sẽ thuộc ước của 1.000. Mà ước của 1.000 thì sẽ phải có một cái ước gồm có 3 chữ số. Mình sẽ tìm thôi. Đương nhiên là sẽ có gồm tất cả các chữ số ở đây rồi. Thì 10.000 xin lỗi. 10.000 thì sẽ bằng 2 mũ 4 nhân cho 5 mũ 4. Thì bắt đầu thì vẫn là 100. Sau đó thì vẫn là 125. Sau đó nhân 2 là 200. Sau đó cũng có thể là 400 được, đúng không? 250, 400. 400 thì đã đủ. Đây là 2 mũ 2 này. 2 mũ 2, 2 mũ 3, đây 2 mũ 4 thì hết rồi. 400 thì là hết rồi, đúng không? Rồi, thế thì sau 400 thì sẽ là 500 và 625. Đến đây mình chọn nào? Thì ABC thì C cũng khác, phải khác không? Như vậy là chỉ chọn là 125 với cả 625 thôi. Trong hai số này thì mình thử một trong hai số là xong. Như vậy là mình sẽ biết được kết quả thôi, đúng không? Biết là mình còn thiếu ước nào không nhỉ? Chắc là không đâu, đúng không? Ok. Thế thì bây giờ mình sẽ đi vào lời giải chi tiết câu B nhé. Tên tên. Đây. Câu B đây các bạn. Ta có là 1 chia cho 0,0 ABC bằng A cộng B cộng C cộng D. Thì bằng 10.000 trên cho ABC bằng A cộng B cộng C cộng D. Do đó thì A cộng B cộng C cộng D và ABC đều là ước của 10.000. Và à, cái điều này theo mình nghĩ tương đối là quan trọng này. Bởi vì ABC là các chữ số, mà các chữ số thì mình luôn chặn được. Để làm gì? Để vào những cái bài toán mà liên quan đến chữ số thì các bạn có cái điều kiện để các bạn chặn. Có điều kiện chặn thì nó sẽ tốt hơn là không có điều kiện chặn. Không có điều kiện chặn thì đến khi mình làm các bài tập nó sẽ phức tạp hơn. Thế nên các bạn nên là chúng ta nên có những cái điều kiện chặn như thế đấy, đúng không? Như vậy là các ước của 1.000 thì sẽ hình như mình thiếu mất 400 ở đây. Và mình gõ hơi lộn xộn bởi vì lúc thì chấm phẩy, lúc thì phẩy. Thật là tay chân rất là ẩu. Và bởi vì là không có dấu phẩy ở đây thế nên là cho vào công thức toán thì nó sẽ đúng luôn. Đúng không? Đấy, công thức toán này. Tự hiểu mà. Ta thấy chỉ có hai số có thể thỏa mãn là 125 và 625 thì như vậy chúng ta thử. Thì chỉ có 625 để thỏa mãn thôi. Ok chưa? Đối với câu C. Câu C một điều kiện tương đối là cồng kềnh. Câu C một điều kiện tương đối là cồng kềnh. Thế thì cồng kềnh như vậy thì chúng ta sẽ phải đổi ra số thập phân vô hạn hoặc hữu hạn, vô hạn tuần hoàn tạp, đúng không? Thế thì lấy phần thập phân này là xi trừ cho phần bất thường thì là x. Các bạn phải thuộc công thức nhá, trên cho 90, đúng không? Trừ cho x trừ y phần 90 bằng cậu này thì bấm máy tính thôi, 0,111 chu kỳ 1 thì sẽ bằng gì? Vẫn có phần bất thường đúng không? Có lẽ là mình sẽ thử đổi bằng tay cái số 0,001 này đi, thì sẽ bằng là 1/900, đúng không? Thì đây sẽ là 8/900, đúng không? Có hai chữ số không? Để mình check lại, hình như là mình gõ nhầm, chỉ có một chữ số không thôi thì phải. Một chữ số không thôi, sorry. Một chữ số không nha các bạn nhé. Một chữ số 0. Một chữ số 0 thôi các bạn. 8/90. 8/90 chụp bằng 0,88. Ồ. Thế thì 8/900 bằng 0,008. Thế thì 8/90 hay 8/900? Thì 8/90. Mình lúc mình làm đề mình có nhớ là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì
ở đây sẽ bằng 8/90 này. Đây thì mình sẽ thu gọn được cái biểu thức nó rất là gọn. Đấy, thì xy thì bằng là 10x cộng y. À, nếu mẫu chung rồi thì mình bỏ mẫu đi nhá. Nó sẽ gọn hơn. Trừ cho 10y cộng x trừ y bằng 8. Đúng không? Như vậy là 9x cộng y trừ cho 9y cộng x bằng 8. À, mình nhân bung, mình bỏ ngoặc đi. Thì sẽ được là 8x. Hình như mình viết nhầm. Trừ 8y bằng 8 đúng không? Như vậy là x trừ y bằng 8. X trừ y bằng 8 hình như mình có cái điều kiện x cộng y bằng 9 vậy. X cộng y bằng 9. Thì đây là bài tổng hiệu thôi. Biết tổng của biết hiệu cộng lại chia 2. Đúng không? So z x trừ y bằng 1. Bởi vì là 17 chia 2 sao được. 10 chia 2 thì bằng 5, 4. Ok. Như vậy đã xong bài tập này. Chủ yếu là phải biết cách đổi giữa số thập phân vô hạn tuần hoàn với phân số tuần hoàn đơn với phân tuần hoàn tạp thôi, đúng không? Thì có lẽ mình sẽ giải nhanh luôn. Copy. Rồi. Câu C. Theo quy tắc đổi số thập phân tuần hoàn tạp thì ta có cái điều này. Sau đó các bạn biến đổi ra được x trừ y bằng 1, mặt khác mà x cộng y bằng 9, xong thiếu mất số 9, x rồi. Như vậy là x sẽ bằng 5 và y sẽ bằng 4. Vậy đến đây mình kết luận thôi. Ok, xong. Xong bài số 4. Tương đối là gọi là bước đầu đúng không? Không quá khó. Mình cũng chỉ cần nhớ các phép biến đổi toán học và nhớ thêm một chút cách biến đổi về tuần hoàn đơn, tuần hoàn tạp và một chút điều kiện về phần số học thôi. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đến bài số 5 nhé. Bài số 5. Cũng là một bài tập khá đơn giản, theo mình nghĩ là như vậy. Khi viết các phân số dưới dạng số thập phân, ta được số thập phân hữu hạn hay số thập phân vô hạn, tuần hoàn đơn hay tuần hoàn tạp. Thì hai câu này bắt đầu luôn đúng không? Theo mình nghĩ là các bạn sẽ phải giải theo hai bước. Đây là tuần hoàn hay hữu hạn, và thứ hai là đơn hay tạp. Nếu tuần hoàn thì là đơn hay tạp, đúng không? Thì mình trả lời luôn câu A nhé. 35 nhân n cộng 3 chia cho 70 thì dễ thấy là mẫu chia cho 7. 35 chia cho 7 cộng 3. Thế thì như vậy là mẫu có chứa thừa số nguyên tố khác 2 và 5. Đúng không? Thì như vậy là suy ra đây sẽ là tuần hoàn vô hạn tuần hoàn rồi. Đúng không? Vô hạn tuần hoàn rồi, bởi vì có cái số 7 ở đây. Có 7. Thứ hai, sau khi xác định tuần hoàn xong, bây giờ mình sẽ xác định đến tuần hoàn đơn hoặc tuần hoàn tạp. Thế thì đây là tuần hoàn đơn hay tuần hoàn tạp? Thế thì các bạn sẽ thấy rằng 35n chia cho 5 cộng 3 thì sẽ không chia cho 5, nhưng 70 chia cho 5. Như vậy là mẫu có chứa thừa số nguyên tố 5. Có một ước là 5 có chứa thừa số nguyên tố 5. Có một ước là 5. Thế nên là đây sẽ là tuần hoàn tạp. Tuần hoàn tạp. Ok không? Tí nữa mình sẽ trình bày. Còn về mặt tư duy là như vậy. Tiếp theo là đến với cái số này. Mẫu thì sẽ thấy rằng là đây là tích của ba số tự nhiên liên tiếp. Thì các bạn phải nhớ xem là tích ba số tự nhiên liên tiếp thì có những cái tính chất gì chẳng hạn. Lớp 7 mình cũng dạy rất là rõ rồi. Thứ hai là cái tử được gồm rất nhiều số như thế này thì phải kiểm tra xem là tổng của chúng là bằng bao nhiêu. Bởi vì tại sao mình lại suy nghĩ đến tổng các chữ số, vì dấu hiệu nhận biết ý, thì mình thông thường mình chỉ kiểm tra mỗi chữ số tận cùng hoặc là tổng các chữ số, đúng không? Lớp 6 thì mình chỉ làm 12 động tác này thôi. Đương nhiên là tận cùng là 1 thì sẽ không chia cho 2 rồi. Bây giờ mình chỉ kiểm tra là 1 cộng 9 cộng 8 cộng 7 cộng 6 cộng 5 cộng 4 cộng 3 cộng 2 cộng 1 bằng 46. Như vậy là tử là tổng 46 sẽ không chia cho 3. Thì các bạn nhớ lại là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp thì luôn chia cho 2 và cho 3. Đúng không? Tích của 3 số tự nhiên liên tiếp. Tích 3 số tự nhiên liên tiếp thì luôn chia cho 2 và chia cho 3.
do 2 với 3 là nguyên tố cùng nhau, thế nên là nó sẽ chia cho cả 6 nữa. Đó. Thế thì các bạn sẽ có nhận xét đây là mẫu chia hết cho 3 là một số khác, có ước nguyên tố khác 2 và 5, đúng không? À, có mẫu có chứa thừa số khác 2 và 5. Như vậy đây là tuần hoàn. Còn tuần hoàn đơn hay tuần hoàn tạp thì tử là số lẻ, mẫu là số chẵn. Vậy khi rút gọn thì mẫu vẫn có thừa số 2. Vậy đây cả hai số đều là tuần hoàn tạp hết. Ok không? Được nhá. Cả hai số đều là tuần hoàn tạp, thế như vậy là mình đã giải quyết xong bài này rồi. Được chưa? Vậy bây giờ mình giải thích thôi. Chính tức là các bạn, nếu các bạn thuộc lý thuyết thì các bạn cứ viết lý thuyết ra một cách thông thường thôi, chứ cũng không cần phải giải thích gì, cứ viết đầy đủ này. Ví dụ như mình viết này, ta có 35N cộng 3 chia 7 dư 3, 70 chia chết cho chết dở, chia cho 7, chia cho 3. Gõ lộn. Nên đây là phân, đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn, đúng không? Vì 35N cộng 3 chia hết cho 5 và 7 không chia cho 5. Vì là 35N chia 3 à, chia hết cho 5 nhưng cộng 3 vào thì lại sẽ chia trên 5 dư 3 mà, không chia cho 5. Và 70 có nghĩa là mình ở đây mình chia 5 dư 3 đi cho nó hay, đúng không? Chia 5 dư 3. Và 70 là chia cho 5 nên đến kia thì phân số tối giản. À, thì mẫu vẫn có ước của 5 nên đây là phân số tuần hoàn tạp. Câu văn có vẻ hơi lủng củng nhỉ. Thôi kệ nhá. Xếp câu B này. Câu B, xét các tử số, xét tử số là số lẻ nên tổng các chữ số chúng là 46. Mẫu là tích của số 3 số tự nhiên. 3 số tự nhiên liên tiếp nên luôn chia cho 2 và 3. Do tử không chia hết cho 3, mẫu chia cho 3 nên đây là vô hạn tuần hoàn. Vì tử là số lẻ và mẫu là số chẵn nên phân số tối giản. Thì đây thì nên, hai từ nên rồi. Thì đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn tạp. Ok chưa? Như vậy là cũng tương đối rồi, đúng không? Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn 3 bài tập ngày hôm nay. Với bài đầu tiên thì một bài tập thiên về lớp 6 nhiều hơn, với đếm các chữ số, đúng không? Bài thứ hai thì có hai câu cũng tương đối liên quan đến lớp 6. Và câu cuối cùng thì bắt buộc các bạn phải nhớ cách đổi phân số ra dạng tuần hoàn tạp, đúng không? Sai đề, bỏ số 0 đi. Và bài cuối cùng, bài thứ 5 ngày hôm nay thì chủ yếu là dùng dấu hiệu nhận biết, dùng các phép dấu hiệu nhận biết hồi lớp 6 này. Một số cái tính chất mở rộng là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp là các bạn phải nhớ này. Các bạn phải biết rằng là xét tổng các chữ số để nhận dạng ra chia cho 3 hay chia cho 9 chẳng hạn. Đó, một điều rất là hay khi mình sử dụng các dấu hiệu chia hết ở hồi lớp 6, đúng không nào? Ok, thế thì bài tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào ngày mai. Nhớ like, share và subscribe mình nhé. Mình vẫn còn 3 bài tập nữa để hết cái chuyên đề về số thập phân này. Và sau đó thì mình sẽ chuyển sang một cái chuyên đề khác thú vị hơn và khó hơn rất là nhiều. Được chưa nào? Bye bye!